Việt Nam 14:33 rút ngắn sáng nay, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra vụ một cán bộ phòng trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đi ô tô đeo biển số giả gây tai nạn chết người nhưng lại đổ lỗi cho người khác. Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 16/2, tức mùng 1 Tết, anh Phạm Cao Hoàng, SN 1986, cán bộ phòng trung tâm huấn luyện thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh điều khiển ô tô hiệu Vioser BKS003.85 đi trên quốc lộ 15A, AP2018 trên Noel Celis. Khi đi đến xã Phú Lộc, Can Lộc thì tông trúng ông Nguyễn Sĩ Ngụ, 74 tuổi, đang đi xe đạp trên đường làng. Cú tông mạnh khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tụ máu não dẫn tới tử vong. Cán bộ này đeo biển số giả gây tai nạn. Điều khiến dân bức xúc nhất là sau khi gây tai nạn, tài xế tháo biển số giả vứt đi và lắp biển số khác vào. Nhưng là công an hay người dân thì chúng tôi vẫn kiên quyết xử lý nghiêm, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc nói. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Công an xã Phú Lộc cho biết, sau khi tông cụ ông tử vong, Hoàng điều khiển xe bỏ chạy và bị người dân giữ lại. Vị này dừng xe lại nhưng không nhận tội, lại còn đổ lỗi cho người khác. Ông Chiến nói, tài xế Hoàng khai báo ở cơ quan công an. Anh Nguyễn Hữu Nam, một nhân chứng, kể lại, tôi đi xe qua thấy tai nạn, tôi quay trở lại đỡ nạn nhân thì tài xế xe ô tô gây tai nạn đỗ cho tôi gây tai nạn và họ định bỏ chạy nhưng tôi không cho chạy. Trưa hôm qua, tức mùng 3 Tết, công an huyện Can Lộc phối hợp với chính quyền địa phương thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn nhưng bị người dân phản đối vì cho rằng ô tô đặt sai vị trí để thực nghiệm. Người dân vây xe gây tai nạn phản đối thực nghiệm khi chiếc xe gây tai nạn đặt sai vị trí. Hơn 100 người dân có mặt tại hiện trường bức xúc, đưa hình ảnh vụ tai nạn hôm trước ra đối chất khiến buổi thực nghiệm bị hoãn. Theo Vietnamnet, Hà Nội.